tuổi rồi, trải qua mấy mối tình? Đầu lại thì hai mối tình. Dạ. Còn không động lại có 20 không? À thôi là gì? Đó, đâm lại cảm thấy mình đêm mà vẫn nằm mơ thế á. Trời ơi. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào. Mời bạn nam. Rồi, chào em. Ngồi đi bạn. Rồi, chúng ta sẽ nghe hai bên giới thiệu về mình ha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Hồ Bảo Ngân. Em phân phối mỹ phẩm cho công ty Amway Việt Nam ở Đồng Nai và Hồ Chí Minh. Còn bạn? Em là Đoàn Viết Mục. Hả? Em tên là Mục. Hả? Đoàn Viết Mục. Đoàn Viết Mục. Quê em đâu quê mà? Ở Thái Bình chị ơi. À. Em thì đang làm về kinh doanh quần áo trẻ con, sản xuất và buôn bán luôn. Ủa, hồi nãy em nói là em làm ở vừa thành phố Hồ Chí Minh vừa Đồng Nai là sao? Em đi lên đi về mỗi dạ, ngày. Dạ đúng rồi. Sài Gòn Biên Hòa chẳng lẽ chưa có anh nào anh vớt dọc đường? Dạ, khi em mới giao tiếp á, mà có những cái mà em thấy chưa hợp á thì em sẽ để một cái ranh giới rất nhất định. Mình cũng có tuổi là mình phải hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí. Anh không thích các đường dìm hàng đó nha. Đâu có đâu, em đang tư vấn cho bạn gái. Cô gái không bao giờ có tuổi. Chỉ đàn ông có tuổi thôi. Cô gái bên kia chắc chắn là rất dễ thương, bởi vì làm mỹ phẩm bao giờ da nó cũng đẹp hết trơn á. Còn cái mấy người may suốt đêm ngồi hoài da nó mới xấu. Mình nâng người ta lên, để từ từ người ta tự nâng mình. Bây giờ hỏi là 34 tuổi rồi, trải qua mấy mối tình? Nếu mà để lại đầu lại thì hai mối tình. Dạ. Còn không động lại có 20 không? À thôi là gì có. Đâm lại cảm thấy mình những giờ trong giấc mơ mà họ hình nó vẫn còn âm hưởng là đêm mà vẫn nằm mơ thế á. Trời ơi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay vậy? Cá tính, người ta lo cho gia đình nhiều hơn, thế là người ta quyết định người ta đi xuất khẩu lao động. Người ta không cho mình vướng bận cái gì hết. À, tức là tự người ta chia tay đúng không? Dạ. Hiện tại bây giờ vẫn còn mơ hay là mơ bao lâu rồi? Hết rồi chị ơi. Hết rồi hả? Dạ. Dạo này mơ thấy gì? Mơ làm sao mà nhanh giàu chị ơi. Trời ơi, bây giờ phải có vợ đi rồi hay đồng vợ đồng chồng mới nhanh giàu, chứ có một mình khó giàu lắm. Thì bao nhiêu người ta khuyên em vậy đó, thành ra em phải chạy lên đây đó chị ơi. Thì bây giờ nếu gì được là bao lâu mình tiến tới hôn nhân được nè? Gia đình cũng út thép lắm rồi. À. Chừng cuối năm nay, không thì qua năm. Rồi, để hỏi bạn nữ nè, bây giờ tiêu chuẩn tìm bạn trai sao? Thứ nhất á, là một người á, là phải có lập trường, phải có chính kiến và phải tự lập. Thứ hai nữa, phải có bản lĩnh của một người đàn ông. Em không thích người đàn ông nhu nhược. Và tính em á, thì là tính nóng, thì có thể rằng hiểu được mình dung hòa và mình nhường nhịn nhau. Chứ khi mà em nóng rồi cái hai bên nói thì nó sẽ không ai nhường ai. Một người nói phải có một người dạ, nghe. Dạ đúng rồi chị. Nãy giờ anh nghe rõ không anh Ngoạn Mục? Dạ em nghe chị ơi. Anh nhận xét như thế nào về những cái tiêu chí mà bạn gái này đưa ra? Anh đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thì nếu mà nói là tiêu chí của cô ấy thì em được chừng 80%. Chỗ nào đâu anh nói thử nghe. Em vào Sài Gòn từ năm 18 tuổi, năm 16 năm là em tự lập và đúng. Tự đi học, tự đi làm. Đồng ý. Tự nuôi mình. Em có một xưởng làm may, cần cái sự mà bản lĩnh thì phải có. Rồi còn cái sự nóng tính em cũng chỉ ở mức độ vừa vừa thôi, không nóng tính lắm. Anh có điểm xấu gì không? Nặng về tình cảm. Anh tình cảm là sao? Dạ, em là người hay lo cho gia đình. À vậy được, tưởng đâu đang đi chơi với bạn gái bạn cái cũ gọi nặng tình cảm chạy đi rồi chết luôn. Có cái điều gì bạn tối kỵ với người bạn nam? Em tối kỵ người bạn nam á, thứ nhất đó là để móng tay dài. Thứ hai nữa là ngồi mà lắc chân là em không thích. Ví dụ như ngồi nói chuyện mà cứ rung đùi là em. Với lại có cái nữa là đừng có bị mùi cơ thể. Sao mấy cái này cũng hình như ai cũng khó trên. Ngồi cứ như vậy nè. Xè cái tay ra coi. Tại sao để móng tay dài? Có mỗi một ngón này thôi chứ đâu. Để làm cái gì cái ngón đó? Thì nhiều lúc nó ngứa tay thì han. Chủ yếu có mỗi có nhiệm vụ đấy thôi chị ạ. Chứ em ghét để móng tay dài lắm. Nó nghe nè anh. Anh ngửi mùi anh. Các thường ngửi mùi hay lắm. Không ngửi được, đâu được. Là dính mùi đó đó. Dở đôi giày ra còn có hôi không? Thì đó định hỏi vậy đó. À không, cái đó chưa. Nó mở rồi coi. Thôi nó bốc mùi lên kỳ lắm. Không có. Bây giờ em có cái gì đâu ngại. Đưa lên. Có cái gì đâu anh cái gì vậy? Đúng rồi. Chuyện bình thường. Không mà nó nghe thường. Nè, thấy hơi ốm một chút. Gì mà ốm gì? Hơi vậy ốm. Vậy là vừa đó. Ốm em không ngại, ốm là nuôi cho nó mập được. Nhưng mà sợ ốm mà sợ yếu thôi. Có yếu không? Không.
Không yếu thiệt hả? Dạ thiệt. Có tập thể dục thể thao gì không? Có. Tập gì? Ví dụ bình thường chạy ra chạy vào vậy thôi chứ em không phải đi tập xà thực thiết được không? Chạy ra chạy vào đâu? Ví dụ chạy bộ chẳng hạn gì đó chị. À, chạy đâu? Thì ở quanh nhà gì đó. Nhà bao lớn? Quanh đường, quanh xóm. Vậy chạy thì có la hét gì không? Hát hò gì không? Có. Có luôn hả? Vậy chạy rồi hát gì? Có gì đâu. Hát gì? Thì hát những cái gì để cho nó bờ đời nó vui. Đâu bây giờ hát hát thử một bài tặng bạn gái, tặng mọi người luôn coi. Nắm tay nhau không, vừa chạy vừa hát tâm, không chưa sáng vừa chạy vừa hát thì giờ ta vừa chạy vừa hát, nhưng mà chạy thì hát cái giọng nó không có kể đó, thì em cứ chạy xong hát vậy coi cái tình hình nó sao, có khỏe không? Rồi 1 2 3 bắt đầu chạy. Nắm tay nhau trên đường tương tâm vui cả ngày tháng, bước chân chưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy, tóc em xanh vì anh, mắt em vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Ngược lại để đó đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn nay vụt bay, bay xa tầm tay. Quá dữ. Được rồi, tôi thích anh rồi đó, được đó. Không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích người con gái lời gạt quá. Đừng có làm cái gì mà tô mình quá, ví dụ mình lùn đừng cứ lên đi chấp cao. Em không thích đấy, mình ra đi chấp búp bê trông dễ thương hơn. Đúng. Thà là mình xấu tự nhiên còn hơn mình đẹp giả tạo nha. Đàn trai cũng được lắm nha, dễ thương lắm luôn á. Đàn gái coi dạ, trời em, thật sự mà nói á, 70-80% đàn ông ngồi là nói chuyện rung đùi rồi. Anh có rung tại sao vậy anh? Anh cũng có nữa. Mà có theo một nghiên cứu khoa học mới á, những người rung đùi có theo khoa học tâm lý xã hội thì cái sự rung đùi đó nó thể hiện cái tính mạnh mẽ của người đàn ông, đặc biệt là sinh lý. cái này là em mới nghe anh Quyền Linh nói thôi đúng không chị Cát Tường? Anh mới sáng chế. Dạ đúng rồi. Không có. Là cái em chưa hề nghe công bố. Em nghiên cứu đi có phải không? Nó thật sự. Còn mấy người ngồi không rung đùi là nói chừng nó yếu yếu à. Vậy là cái này để tính sau anh. Tính sau ha, rồi. Vậy cặp này ổn rồi đó anh. Ổn. Bữa nay em có đi với người thân không? Dạ có ạ. Em đi với mẹ, với lại cô chơi thân với mẹ với em gái. Dạ chào cô. Cô lên cái chương trình này là lần thứ hai. Dạ. Lần thứ nhất là ghi hình con gái út của cô là cháu Bảo Ngọc đây. Thôi. Trời ơi. Dạ. Thì cô thấy bạn nam này, cô quan sát nãy giờ cô thấy cháu là ok. Cô cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm rồi ơn hỏi cô. Em nè em gái, tình yêu thế nào rồi? Dạ, tụi em vẫn là bạn bè bình thường em. Có dạ. Yêu nhau trong câu lạc bộ của bạn quen hò không? Dạ, thì hôm vừa rồi là chương trình có off like ở vườn xoài thì em cũng có tham gia, cũng có đang tìm hiểu một bạn trong nhóm luôn à. Yêu chéo đó đúng không? Dạ. Ví dụ yêu chéo này là đám cưới nhanh hơn là bấm nút nữa đó. Dạ, em cũng hy vọng là vậy. Có cái tin vui đó là cô sẽ mời hai cháu, tại vì cô rất là thích cái chương trình này. Cô nói với những người chung quanh cô là nhà nào mà còn ai ế là phải tìm đến chương trình đó. Cảm ơn cô. Chúng ta sẽ hỏi gia đình của bạn trai. Em là cháu của cậu Mục. Cậu Mục của em thì là một người sống rất là gia đình, sống có tình cảm. Nói chung là để làm một người chồng là ổn. Ổn à? Dạ. Bây giờ quan trọng là để cho hai trẻ gặp mặt đó mà. Nào, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút trò chuyện. Mời hai bạn. Cảm ơn. Dạ, em chào anh. Một cái này thì được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em có một số câu hỏi em hỏi anh nhé. Cảm ơn. À, mặt anh sao ngại vậy anh? Anh có căng thẳng lắm không ạ? À không. Dạ, anh có phải là một người đàn ông gia trưởng lắm không? À không ạ. Nếu mà nói cái câu gia trưởng thì người ta thường thường nói quy về người Bắc nhiều. Nhưng mà tớ thì sống ở đây 16 năm rồi. Cái tính nó cũng bớt đi rất là nhiều. Với lại... tớ sống là người thiên về tình cảm nhiều. Dạ. Thành ra là tớ rất thích là chia sẻ với mọi người và kể cả với bạn. Tớ với ai? Tớ là sao nhỉ? Ở đây ai là tớ? Anh với em. Anh, anh. Cho nó ngọt ngào. Dạ. Nhớ nha tớ nha. Anh có quan trọng cái việc ở quá khứ không ạ? Ví dụ như mình cứ nhai đi nhai lại cái chuyện đó hay là như thế nào? Dạ thì anh thì không phải dạ, là như thế. Dạ là sao? Kệ cứ dạ, đàn ông sợ vợ chuyện bình thường.
Anh không phải là người như thế. Anh là người sống thoáng lắm, qua là qua luôn, chứ anh không bao giờ anh để bụng. Dạ, thì em là một người á, là người mẫu người phụ nữ hiện đại, chứ không phải là một người phụ nữ cho gia đình. Thì vì em thích gọi là đi ra bên ngoài nhiều hơn. Ít khi nào mà em ở trong nhà mà giống như là việc nội trợ, mặc dù là mình cũng biết chút chút việc nấu nướng, nhưng mà thật sự ra là em thích đi ra bên ngoài. Mình là người phụ nữ hiện đại, mình phải lo mọi như về tài chánh, về giao tiếp, về mối quan hệ, tất cả mọi cái mình đều phải xây dựng. Và em không có đặt nặng phụ thuộc vô người đàn ông nhiều khi mà mình ỷ lại. Tánh em là như vậy. Anh có đồng ý như vậy không? Thì trước là thì anh tức là vợ anh sẽ về đi ngoài làm, còn anh ở nhà nấu cơm. À, dạ không. Dạ không anh Huỳnh Linh, em có ý đó. Không, thí dụ vậy. Em đi ra ngoài nhiều thì thí dụ như là anh ở nhà phải nấu cơm thôi. Dạ đúng rồi. Chuyện bình thường. Dạ. Anh thì được một cái là tự lập cao, thành ra là từ thời bé giờ chỉ đi giả sử như một bữa cơm gia đình 5-7 người ăn, tớ nạp anh làm được hết. Rồi vậy khỏe dạ, rồi. Nói mày thôi chứ đâu phải là ngày nào cũng đi đâu. Dạ. Nhất tuần em phải ở nhà nấu cơm bữa chứ. Dạ đúng rồi ạ. Rồi anh có những cái câu hỏi gì anh hỏi em không ạ? Thì em nhìn anh thế nào? Anh là người hơi mộc mạc một tí, chân chất không có quá gọi là màu mè. Vậy là được rồi. Dạ đúng rồi. Còn hỏi câu gì nữa không? Khi mà em đưa ra một cái gọi là cái list gọi là lý lịch thì em cũng tò mò lắm. Về nhà thì cũng hồi hộp, không biết chờ đợi đến ngày hôm nay là như thế nào. Dù sao thì em cũng rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn em đã có mặt ở đây và rằng là đã cho hai đứa có một cuộc trò chuyện như thế này. Cảm ơn em. Hết thời gian. Dạ, cảm ơn. Nào. Chúng ta hãy tự đưa ra quyết định sau 3 tiếng đêm. Suy nghĩ thật kỹ nhé, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình xem có thổn thức gì hay chưa. Rồi hẳn quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Các bạn không bấm nút ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái buổi offline để chúng ta có thể có cơ hội nhiều bạn hơn nữa, bởi vì trong câu lạc bộ của bạn Nguyễn Hòa rất là đông đối tượng và chắc chắn chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các bạn điều đó. Hai người đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu, nhưng mà họ chưa có đồng ý hẹn hò với nhau. Vậy là tạo thêm nhiều cơ hội cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, hãy tham gia vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để mà kết bạn với hai bạn. Và đây tôi xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình nha. Dạ em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chứa mối tình là phải. Phải lắm. Và đôi khi là mắt chưa chạm mắt, tim chưa cùng nhịp đập, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái điều đó. Bởi vì nhiều khi ông mai bà mối cũng đã làm hết sức rồi. Anh chàng rất dễ thương, cô gái cũng rất đáng yêu. Ai cũng dễ thương nhưng cả. Mà họ lại không có chạm được trái tim của nhau thì mình cũng đành bó tay thôi, mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm điều đó ở cặp đôi thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bạn nam giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn. Em tên là Trần Xuân Bích, hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định. Làm nghề gì? Dạ, em làm bên đèn LED. Đèn LED? Dạ. Là bóng đèn á? Dạ, làm mấy các cái màn hình LED. À, màn hình LED đó hả? Dạ. Rồi, bạn làm ở đâu? Dạ, em làm ở Tân Bình. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Lắm, em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ. Bình Định luôn? Dạ. Hiện nay bạn làm công việc gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em làm kế toán quận 5 á chị. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Sao vậy? Tại vì một phần là cái môi trường làm việc của em á, đa số toàn là nữ không mà chị. Lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à. Nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam chung nó cũng hạn chế. Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không? Cuối tuần em đi cà phê với bạn. Cà phê, trong quán cà phê, con trai thiếu gì? Mà tụi em con gái toàn rú nhau đi không à. Thì mình đi với con gái là cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải đĩa qua đĩa lại kiếm chứ. Được rồi, bây giờ muốn có bạn trai lắm chưa? Muốn lấy chồng chưa? Dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị. Trẻ mà cần gì đâu, từ từ bình tĩnh, chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chứa mối tình là phải. Phải lắm. Có mối tình nào chưa? Dạ em thì chính thức được một mối tình, còn râu ria thì cũng được. Râu ria là sao? Nó rơi rụng quá chị.
Lâu đi từ quá trời hả? Mà cái mối tình chính dạ, thức là... Dạ không, cũng 2-3 mối tình gì đó rồi. À, chia tay lâu chưa? Dạ, được 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình nói đi, mình tìm người yêu thế nào, làm vô luôn đi. Em không quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì được phải có một cái đó thì có cảm tình. Có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu. Không cần cao quá, mà cũng đừng có nên lùn quá. Dạ. Có con nghề nghiệp. Bạn gái bên kia, bạn đi tìm người yêu của mình như thế nào? À, dạ em yêu cầu mỗi bạn nam là có mình có tính lập trường, mình có tính cầu tiến. Rồi. Lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi. Em cao mét mấy? Dạ em có mét 55 rồi anh ơi. Rồi khỏe. Dạ đủ đủ. 56. Đủ đủ gì nữa. Rồi gì nữa? À, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí. Rồi, bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm. Mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Bên cạnh đó thì về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá, là dễ bị bắt nạt á chị. Với lại em dễ tin người, còn xỉn vô thì em nói nhiều xíu. Xỉn vô hả? Dễ tin người mà còn xỉn nữa, còn hay xỉn lắm hả? Dạ không, tin lâu lâu mà chị, lâu lâu mình vui bạn bè á. Uống nhiều mà xỉn? Dạ uống có 1 lon à. Mấy? 1 lon. Uống 1 lon mà xỉn? Dạ. Bạn có thấy mạnh yếu gì không? Em nói điểm yếu trước đi, rồi. Tại điểm yếu nó nhiều vậy nói. Rồi. Cả em thì em dễ tin người. Giống bên kia. Dạ. Hai người tự tin nhau hai luôn. Hai nữa là em khi mà đi chơi với bạn bè thì hay ít khi mà dừng giữa chừng á, hay bị bạn bè nó rủ rê đó. Thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tôi về. Ở nhà nghĩ là dễ nhưng ra ngoài là bạn bè nó rủ rê là không đi có thể sáng luôn. Lại được. Nói chung là dễ dụ. Dạ. Điểm mạnh là gì? Nói chung là em biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Hèn chi tướng mỹ quá. Chơi môn gì bạn? Em chơi đá banh chị. Bao lâu đá 1 lần? À, tuần thì khoảng đá khoảng 3-4 trận. Trời, tuần mà đá 3-4 trận là dữ lắm rồi nha. Đá khỏe trận, lắm à. 4-5 trận không? Trận 3-4 phút á. Giỡn hoài. Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích ở bạn trai điểm là gia trưởng. Với lại đàn ông mà có tính đàn bà quá em cũng không thích. Không đá banh không nên nổi đâu. Tính đàn bà lạ lắm nha, đàn ông tính đàn bà lạ lắm á. Trời ơi trời, gì đá banh từng 3-4 trận đó hả trời. Trận 3-4 phút thiệt luôn hả? Đâu, trận phải 1.5 á chị. Chạy nổi hả? Em tiền đạo chủ lực mà. Tiền đạo chủ lực? Lừa dài thử dài dùng banh cho tôi coi coi. Ông lừa lừa dài cái tôi coi. Không có banh sao lừa chị? Ông tưởng tượng có trái banh trước mặt ông lừa lừa cái chân móc móc coi. Giờ sao muốn vợ không? Dạ muốn. Nhanh. Lừa sao chị? Thì đó, ví dụ tưởng tượng như trái banh trước nè, ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh. Rồi Xuân Bích dẫn bóng, đang tiến tới, dẫn qua một cái thủ, hai đối thủ, sàn qua, sàn làm lại đi. Dạ rồi chị. Gì có chút xíu vậy, sao giành được banh? Dạ, giải như kỹ thuật nó điêu luyện rồi chị. Rồi một trận nó đá 3 phút mà. Ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không? Rồi ngồi xuống đi, được rồi vậy hiểu rồi đó. Em biết hát. Hát gì? Em hát bolero. Là mạnh đó phải không? Chắc không? Bình thường rồi chứ không có mạnh lắm. Rồi làm thử một khúc coi. Em chỉ hát bài Không Bao Giờ Quên Em. Rồi. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Được. Cái này mới thấy mạnh nè. Đây là thấy mạnh. Nguy quá à. Bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không? Dạ em không thích người phụ nữ hay dặn hờn. Sơn móng tay móng chân. Ta sơn mắt mới vậy. Đó chị tượng sơn đó. Ủa? Tại vì em là xuất phát là ở quê. Nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc, hiền lành hay là anh mặc mộc mạc giản dị ở quê á. Hay tin người nữa phải không? Dạ. Rồi, tập đi. Điểm mạnh hát bolero, điểm nhẹ đá bóng. Trời ơi. Cười tươi quá trời em. Nãy giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không? Hay quá anh ơi. Hay ngọt ngào ha. Hay quá luôn. Yeah. Em tưởng tượng người kiểu ảnh sao? Em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều. Ừ. Cái lại tướng tá thì cũng vạm vỡ. Vạm vỡ lắm. Tướng vạm vỡ lắm. Này em đoán đúng đó. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào?
một cái hình mẫu mà giống ai đó, có thể tưởng tượng không? Dạ, hình mẫu của em thì giống như anh Đan Trường được rồi chị, anh. Sao trốn em ở anh luôn vậy? Hình mẫu của em giống Đan Trường vậy chị? Kêu mình chị chạy qua đây luôn. Đan Trường hả? Mày em lúc đang nằm quá anh. Mày đang nằm mà, thiệt hả? Rồi thôi vậy được rồi đó. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Chị. Có chị gái em, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm. Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái tìm được ý trung nhân của mình. Dạ. Dạ. Chị thấy anh tiền đạo bên bển sao? Dạ, em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương. Chắc là Lắm ơi, em bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha. Rồi, vậy là chị này khoái đá banh, tiền đạo chủ lực. Bích, bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với chị con bác ruột, chị Thành. Chị con bác ruột. Dạ, alo, em chào chị Cát Tường. Em chào chị anh Quyền Linh. Bây giờ hai người chào tụi chị rồi nha. Coi là giới tính thôi sao. Em thấy chị gái bên đây cũng dễ thương. Bạn bên kia có cái tật xấu gì không? Có. Nói nhiều. Ủa vậy hả? Ừ. Chết. Nãy giờ nói đâu có nhiều lắm đâu ta. Khiêm tốn. Có cái gì nữa không? Nói luôn đi, là chị em phụ nữ. Không được cái, có cái dễ thương. Cũng hiền lành lắm. Rồi thôi vậy là được rồi đó. Tốt hết á, chỉ có cái tội nói nhiều thôi. Rồi kéo màn lên. Người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tiến về phía trước. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn ạ. Khoan, đứng đó. Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt vạm vỡ không em? Đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng coi sao, mắc cỡ gì đâu kệ. Anh đừng có chỉ nhục em nữa. Tướng em cũng đâu có gì đâu, không có gì hết, để con người bạn gái cảm nhận rồi đó. Sao nói chung là ngoài cái trí tưởng tượng của em, tại hồi nãy em vẫn nghe là anh này mê đá bóng á. Em cứ tưởng là cao mà vãm vỡ lắm kìa. Messi hay Neymar đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh. Đúng rồi, đâu có sao đâu. Nhỏ vậy luôn lách mới dễ. Nhưng cảm nhận dễ thương không? Dạ cũng dễ thương. Nụ cười dễ thương đâu, nhìn nụ cười bình định coi. Nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á. Dạ. Đó chưa, dễ thương chưa, đặc sản bình định á. Thôi được rồi. Cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định. Thứ hai nữa là có điều kiến nhiều người đeo kiến nhìn rất là dễ thương. Em đeo kiến dễ thương mà không? Đúng rồi. Là sao, thích đeo kiến hay không thích đeo kiến? Em thích đeo kiến. Hên quá, nãy quá chị ơi, hên quá. Nãy giờ không có đeo kiến, nên ghi hình cho đẹp mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó. Anh còn gì muốn hỏi em nữa? Ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tiền? Thường tôi thấy con gái hỏi câu này không, bữa nay tôi thấy ông này hỏi. Trả lời đi em, trả lời thiệt bụng nha. Em nghĩ là con gái mới giữ tiền là tốt hơn ạ. Chính xác. Anh cũng vậy đó. Anh hỏi thách đố người ta hả? Anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì. Trời ơi, đàn gái tôi mạnh mẽ lắm mà. Hỏi mà anh hỏi đi, hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ. Rồi bây giờ một câu tỏ tình với nhau. Thật là lãng mạn nào. Trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em, thì đó là một cái duyên. Nếu mà có cơ hội thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, biết đâu sau đó, biết đâu trong cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa, thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao. Dạ rồi vậy được rồi. Nào chúng ta có 3 tiếng đếm, các bạn quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim. Những chiếc vé mời xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn nắm tay nhau đi, nắm chặt tay nhau nhé, đừng buông tay nhau, nắm tay em thật chặt, dắt em đi thật xa. Thôi.
Cát Tường xin chào cả nhà. Chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay thì không biết là ăn trưa món gì đây, và cũng không biết là cặp đôi của chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Từ bữa giờ bà Mai có vẻ là tay nghề hơi bị xuống rồi, nhiều cặp đôi không bấm nút quá. Bà Mai rất là hoang mang luôn. Hy vọng hôm nay sẽ thành công. Hello, chào anh. Dạ, dạ chị. Sao mà nhiều thế rồi. Nãy giờ chờ đợi lâu không? Dạ lâu. Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Rồi, hy vọng hôm nay sẽ chọn được một người bạn gái cho mình ha. Dạ. Rồi, đợi Tường chút xíu nha. Dạ. Rồi, mời em gái. Mở mặt nạ luôn đi em trai ơi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Trần Ngô Trang, sinh 1980, nhà ở Đồng Nai. Wow, được ha, tên rất là nghệ thuật. Đang làm công việc gì cơ? Dạ em làm vườn với buôn bán mít đó chị. Làm vườn buôn bán mít, sao hôm nay mắt đỏ quá vậy? Dạ đi từ Long Khánh mới lên, sáng lên gấp quá thì sẽ nhanh đó chị. À rồi, thương quá, lát chị cho miếng thuốc nhỏ mắt nhỏ nha. Dạ cảm ơn chị. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ. Mẹ lớn tuổi chưa? Dạ mẹ 77 mấy. Mẹ 77 mấy rồi. Ủa vậy mình là con thứ mấy trong nhà? Dạ con, em con thứ 7. Con thứ quả. Mấy anh chị sao, là có gia đình chưa? Có gia đình hết, còn ba anh chị em chưa có gia đình. Ba anh em chưa có gia đình. Ba anh em chưa gia đình. Dạ. Mượn bao nhiêu người tất cả? Dạ nhà đông chị. Đông là bao nhiêu? Dạ tới 11 người. À đất được chia chưa? Dạ chia hết rồi. Rồi cái đất đó hiện giờ làm gì? Dạ là trồng mít đó chị. À trồng mít. Rồi mời em giới thiệu. Dạ em, dạ chào em, chào chị, em chào chương trình ạ. Dạ em tên là Lê Oanh Kiều. Em sinh năm 65. Hiện giờ em đang làm nhân viên kế toán. Hiện bây giờ em đang ở tại quận Tân Bình. Quê thì ở Bình Định 9-10 năm rồi. Đã đang sống với ai? Em đang sống một mình ở trọ. Bên đây thì dư đất trồng mít, bên đây thì đi mướn nhà trọ ở. Rồi, đại điểm mạnh điểm yếu của em. Em thì nói chung là người phụ nữ của gia đình, thì biết làm việc nhà, biết chăm lo cho gia đình. Em thì giống là người vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, nói chung là suy nghĩ thoải mái. Nói chung là cái đối phương của em thì không yêu cầu gì cao, chỉ cần có công việc. Tuổi tác thì nói chung nhìn về ngoại hình thì em cũng yêu cầu nói chung là cao hơn em một tí xíu là được, nói chung khỏe mạnh là được. Còn em không có cần chồng em mà làm sếp hay làm to, lương không cần cao. Em chỉ cần nói chung hai vợ chồng đủ sống và sống vui vẻ, hòa thuận. Thương yêu nhau là được. Dạ, em không cần chồng em làm sếp. Làm sếp hay làm nhân viên? Dạ không, em lao động bình thường ở dưới quê. Nên vừa làm sếp vừa làm nhân viên luôn, được không? Tự quản lý cuộc đời mình. Giờ nếu hẹn hò bạn ở thành phố, bạn ở Long Khánh, mình chạy bao lâu mình lên thăm lần? Dạ nếu mà rảnh thì từng 2-3 bữa cũng được, cũng gần. Chắc không? Không đi làm sao mà từng 2-3 bữa? Dạ nếu mà như xa thì em không dám bảo, em bảo chứ còn khoảng 100 cây trở lại thì ok. Đi quá là chừng mít nó rụng hết không ai hái nha. Sao em ví dụ như quen đi xa xa, cái đâu có xa đâu thật sự. Nói chung Đồng Nai thì cũng không xa, xa đâu, dạ, xa gì rồi. Đâu. Cho hỏi bạn gái kia quê của bạn ở, bạn ở Bình Định mà ở huyện nào của Bình Định? Ở thành phố Quy Nhơn á. Đây mẹ là ở An Nhơn á. An Nhơn, dạ. Ba thì ở Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng. Vậy là cũng có chút dính với nhau rồi, cũng cùng quê rồi ha, đồng hương rồi, được. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ em thì vui vẻ hòa đồng, thích đá banh với thích uống cà phê. Còn điểm yếu của em thì em hay quên lắm. Thì nói chung là công việc rảy thì nói việc nào em cũng làm được hết. Tại vì nó em không có giỏi, thật sự em không có giỏi. Nói chung là tài xế em cũng có làm rồi. Em mấy cày, em có nhà, có dưới quê có mấy cày, mấy sới em chạy. Tình trường thì sao cưng? Em thì nói chung là ế bình vẫn luôn. Ế bình vẫn luôn. Hồi đó giờ luôn? Dạ đúng. Ủa lý do tại sao? Em không biết, nói chung là giống như em cũng có... Nói chung hẹn hò thì chưa hẹn hò ai bao giờ chạy. Ví dụ bạn bè đi chơi, cà phê đi chung thì tập thể với nhau thì đi, chứ cùng mày đi riêng với tính cách là hẹn hò thì chưa chị. Do mình không có cảm xúc, mình không thích hay là như thế nào? Em không biết, bởi vì cũng chẳng ai tỏ tình, chẳng ai tán tỉnh em nên em cũng dạ, em cũng rất là duyên dáng mà em không biết, em cứ bình thường 30 mấy năm cứ ngày nào nó cũng đều như vậy. Buồn không? Nên chung cũng lo lắng đi làm, còn cái việc đó nói chung thì em nghĩ thì nó tới thì em đón nhận, mà giờ chưa tới thì em không phải chờ chứ. Giờ em cũng chạnh lòng chứ đúng không, thấy bạn bè có đôi có cặp mình cũng buồn. Ở nhà có hối không? Dạ nói chung cũng có hỏi em là sao em nói chứ giờ chưa, cứ chờ tiếp. Chờ tới hôm nay gặp chị Cát Tường ha, hy vọng hôm nay là sẽ có được một người bạn để mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống ha. Còn em sao? Dạ em thì nói chung là từ đó giờ yêu đơn phương luôn chị, em chưa có mối tình chính thức nào. Trời đất ơi, sao hai cái người này thế thảm vậy? Nói chung là khi mà để ý thương người ta, mà khi mà ta ngỏ ý thì người ta đã có người yêu rồi. Em chậm quá đúng không? Dạ. Bây giờ mình thấy được là mình phải tấn công liền, mình phải tỏ tình liền, đàn ông phải quyết liệt lên. Dạ. Không, chứ trời ơi, lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Với một điều kiện người đó phải chịu lấy được chứ chị. Chịu hay không là phải do mình nữa, mình phải cố, mình phải quyết tâm, mình phải tấn công, mình phải ga lăng, mình phải theo đuổi, quan tâm chăm sóc người ta thì mới được. Dạ. Rồi tình trường, hẻo, chưa có. Rồi vậy bây giờ,
mẫu người lý tưởng của em là nói chung là cao mét 55-57 trở lên cũng được, mà nặng có chừng 48 đến 57 trở lại được rồi. Rồi. Nhìn tương đối dễ nhìn thôi chứ đừng có tèo quá. Đừng có gì quá. Đừng có xấu quá. Trời ơi, ông mới dụng từ đừng có bèo quá, thiệt tình luôn á. Chân chất thật thà lắm em. Đừng có đinh đá quá là được. Giữ nữa chị. Giống như chị là không được phải không? Dạ không dám. Dạ chị không dám, chị quá giữ quá đanh đá là không chị được. Chị dễ thương chứ. Dễ thương mà đâu dám nhìn đâu, sợ quá. Rồi tôi hiểu rồi. Vậy còn bên đây, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Nói chung là đàn ông thì nói chung cao hơn em, tướng tá thì khỏe mạnh. Nói chung em không cần đẹp trai, cũng cần là bóng loáng, không có cần hình thức bề ngoài. Nói chung là giản dị, sống tự lập, nói chung là biết là làm ăn giống em là được. Báo cáo với bạn gái em kia là nói chung là đây tự lập không à? Tự lập. Dạ, từ cái xe cộ tất cả là em mua. Từ hết. Nói chung là mẹ thì lớn tuổi rồi đâu có tiền đâu mà cho con. Cho miếng đất trồng bích còn gì nữa. Mai mốt lấy vợ về thì mình sẽ vẫn tiếp tục ở chung nhà với mẹ. Dạ không. Hay là qua cái chỗ miếng đất trồng bích ở. Xây nhà ở riêng chị. Được bao nhiêu cây mít? Dạ được 300 mấy. Nó năm sầu mấy hay gì. Wow, mít gì vậy? Mít lá bàng với siêu sớm với viên linh. Sao nay xuống không hái tôi trái nào tôi ăn thử gì? Hết mùa chị. Dạ. Thu nhập ổn định không? Năm thì em đi buôn bán mít thì nhiều không có, cũng khoảng 100 hơn 100. Quá dữ luôn. Chung cũng tương đối đủ sống. Đủ sống dữ rồi, dữ rồi. Có hình ảnh gì để nhìn để nhận dạng nhau không? Đó, anh ấy là ai trong ba chàng trai đó? Cái người áo tím gì? Hả? Cái người áo tím. Áo tím đâu được rồi. Dạ. Kiếm người áo tím tại cô dâu loại mất tiêu rồi. Dạ. Thì còn có thằng nhỏ cũng loại luôn, có hai người con gái à. Ủa sao không chọn cô này mà chọn cô áo tím? Dạ thì cái chị kia thì hơi lớn tuổi. À vậy hả? Hay quá. Còn em chọn được ảnh không? Có tiêu chí gì không chị, và khoảng bao nhiêu ký chị? Tự đoán đi, có mấy người à, đâu có nhiều đâu, có ba người hà. Chọn đại đi. Mình phải linh cảm là hồi nãy giờ mình nghe vậy đó, mình đoán thử coi. Rồi vậy là em chọn cái anh khỏe mạnh lắm. Phải anh đó khỏe mạnh đúng không? Còn nhìn hình mà biết anh nào khỏe mạnh nhất luôn hả? Thế ta còn nhất là cho em cái khỏe nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đúng hay không nhìn đi nha, nhìn kỹ nha. Mở cửa trái tim, nhìn xem chúng ta có đoán đúng hay không. Đúng là gã luôn. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Em chào. Đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Em chọn đúng không? Dạ. Em nghĩ chắc đúng. Đúng rồi hả? Rồi thôi được rồi, đúng rồi, tặng quà đi kìa. Mình không có gì mình tặng cho bạn đúng không? Rồi, vậy em cảm ơn. Quà gì vậy? Quà gì vậy? Mở coi. Mít vậy, đặc sản. Mít của nhà em trồng luôn hả? Hay là? Dạ không, công ty sấy đóng hộp xuất khẩu. Nhưng mà phải mít nhà trồng không, hay là mít của người ta? Thì mình bán cho người ta, nên làm gì mình chỉ mua lại. Nhưng mà mít của mình phải không? Không, còn chưa biết. Hay là không phải? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Mít của ảnh kìa, mở ra thiệt. Trời ơi, mít mà có công ty mua bao mua vậy luôn là giàu lắm nè, nói thiệt luôn á, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Rồi, ủa công ty nào mua không có hiểu gì cho em vậy? Trời ơi, mít ngon quá thì ngon thôi, được rồi. Bây giờ mít thì mít, nhưng tới giờ ăn trưa rồi, phải ăn trưa nha quý vị nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự với nhau. Thơm quá à. Mời em gái thưởng thức món gỏi cung đình Việt Phố nha. Mời bạn trai thưởng thức món tôm chiên rau củ. Đây là những món ăn rất là ngon của nhà hàng Việt Phố. Địa chỉ 45-47-49 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 nha. Ăn ngon vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Tự tin lên nha, tự nhiên nha. Dạ mời bạn. Dạ em mời anh. Hồi như em vô đây sống lâu chưa? Em vô đây lâu, vô đây tới khoảng 8-9 năm rồi. Như là làm con kế toán công ty hay tư nhân? Làm công ty. Tại vì anh thì lao động tự do làm ở nhà. Ấy là hồi giờ anh chỉ làm ở nhà thôi chứ không có đi làm thuê. Đúng rồi, chính xác. Tại vì mình làm chủ bản thân mình thì khỏe thì mình làm, mà thì mình nghỉ. Nhưng mà có người phụ hay là chỉ một mình anh làm đâu? Nói chung là mít nhiều thì kêu người phụ, còn không có thì mình làm từ từ một mình. Nhà anh ai cũng lớn rồi, thì mẹ ông già mất thì mẹ cứ chia đất chia đồ hết, thì tự làm tự ăn thôi. Tại cũng lớn, tất cả lớn rồi. Làm thì có, không làm thì thôi chứ. Ấy là ví dụ như bây giờ, hình như mà nam là có một mình anh, là anh ở chung với mẹ, ví dụ nếu sau này anh có lấy vợ á, anh để ở riêng thì anh có phải nuôi mẹ hay là mẹ anh có người? Không không, mẹ anh có tài chính. Tại cuộc sống của anh thì nó thẳng, em là anh tự lập năm 17-18 tuổi. Cuộc sống anh cũng có tính cầu tiến lắm, chứ còn mình chẳng hạn như bây giờ nói em, mình thấy người ta làm được thì mình phải tìm cách nào mình làm. Mình không bằng người ta, nhưng mình có thể mình làm 5-6, làm từ từ mà sẽ có. Cuộc sống mà không có cứ ngồi đó đợi, đâu có ai tin trời mà cho mình đâu.
Thế là lạ, nhà anh chỉ trồng mít thôi đúng không anh? Trồng mít, lúc trước là trồng tiêu, mà tiêu chết hết giờ trồng mít. Rồi anh ví dụ như mình nếu mà anh lấy vợ anh đi ra riêng á thì nhà là có sẵn chưa hay là phải hay là chỉ xây cái nhà. Đất thôi đúng không? Nếu mà cái vấn đề nhà lầu thì anh không dám đảm bảo, nhưng nhà cọc bán thì anh có thể đảm bảo. Nhưng mà nếu mà sau này anh lấy vợ thì hiện giờ là tiền bạc anh làm là ai giữ anh giữ tiền không? Bạc á hả? Tiền bạc thì dĩ nhiên là mẹ anh giữ đúng không? Hiện giờ là mẹ anh giữ đúng không? Thì đúng rồi. Chứ giờ như anh chưa vợ nhiều khi ra đường tăng này tăng kia rồi sao còn. Nhưng mà nó được tiền nhiều thì nó đẹp. Mình phải sống phóng. Bữa nay lên ghi hình mà. Như anh tự nhiên. Chào chị. Anh con trai sống phóng mới lạ chứ mà em con gái trang điểm là bình thường mà. Tại vì mình nhìn nó thực tế nó hay hơn. Ý là kiểu như tôi là không ưa rồi đúng không? Dạ không dám. Ngày nào không trang điểm là thấy không ưa rồi. Chị là cái nghề nó khác, nghề của chị dẫn chương trình nó lại khác. Không rồi, chứ bây giờ lấy vợ, ví dụ như lấy vợ đi ra ngoài mới son phấn chứ không lẽ lấy vợ hàng ngày đi tưới mít mà phải trang điểm lên chi cho cái mít nó coi, đúng không em? Bây giờ chị sẽ cho các bạn chơi một cái trò chơi nhỏ ha. Mình sẽ bốc thăm những cái câu hỏi này. Bốc đi rồi em đọc lớn lên, yêu cầu đối phương thực hiện. Gọi tên ba thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Qua tâm sự từ nãy giờ. Cái điểm chung thì nhất là đều là tự lập. Tự lập. Rồi, gia đình thì gia đình em thì chỉ còn có mỗi mẹ em thôi. Giống ảnh cái điểm đó. Và một đường nữa là chắc ấy lâu quá. Hai đứa ấy lâu quá. Hay quá, rất nhanh. Ba điểm. Mỗi lần nói tới ế là mắt cổ rưng rướm à. Không có gì buồn, hết hôm nay hết ế. Rồi, mời em. Em thấy cổ nói ba cái điều đó đúng không? Giống nhau không? Dạ, nó tương đối. Tương đối ha. Chắc là em không biết đọc chị. Sao không biết đọc? Trời đất ơi, có vậy không biết đọc. Đọc dùng cổ. Đọc lớn lên. Tự đọc tự làm luôn. Cái này bạn gái đọc với em luôn biết. Trời đất ơi. Theo bạn làm thế nào để có nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Trả lời cổ đi. Người đó thích mình, mình hôn người đó có cảm giác. Còn nếu người đó không thích mình có hôn người ta mãnh liệt đi nữa, người ta không thích cũng thôi. Đối với em có nụ hôn mãnh liệt chưa? Dạ nhìn đúng phim đó chị. Nhìn đúng thường tầm đó. Muốn có nụ hôn mãnh liệt không? Dạ thì lớn tuổi thì chắc cũng cần. Câu khác đi em. Biết đọc nha. Lần này đừng nói không biết đọc nữa à. Chết rồi. Nữa, chết nữa. Chúc bạn may mắn lần sau. Làm gì có cái chúc bạn may mắn lần sau, không hề. Theo bạn, đêm tân hôn hai người sẽ làm gì? Đi ngủ đi anh. Trả lời đi em. Nếu mà theo như quan niệm mấy bạn em nói là đêm mấy bạn. Mấy bạn à. Có trách nhiệm làm chồng làm vợ là ok rồi. Trách nhiệm làm chồng làm vợ là làm gì? Vô ngồi đếm phong bì mỏi quá thì đi ngủ. Ngồi đếm phong bì mỏi quá thì đi ngủ. Sáng mai dậy tính tiền tháng sau vậy. Lắm mà mấy anh bạn nói vậy hay nói vậy không? Mấy bạn ấy nói thì sau đêm tân hôn thì trách nhiệm của chồng vợ vậy thôi. Em cũng không biết, đây cũng không hỏi kỹ lắm. Không hỏi rồi bây giờ tới đêm tân hôn không biết đường làm rồi sao? Dạ thì từ từ nghe vậy nghe chị. Từ từ nghe vậy nghe chị. Cái gì nghề vậy? Nghề gì mà dạy nghề? Trước em đi cắt mít thì em cắt mít non thì em cắt tuyết mít non coi riết nó thành mít già vậy. À, nghĩa đêm hôm tân hôn mà không được thì mình làm đêm khác hả? Chắc vậy quá. Rồi, cho em câu nữa đó. Nãy giờ bắt em trả lời rồi, bây giờ bắt bạn gái trả lời nha. Theo bạn, tình yêu và tình dục khác nhau thế nào? Khác nhau ở tên gọi. Khác nhau ở tên gọi. Thì các bạn chưa biết, mình chỉ biết khác nhau ở tên gọi thôi. Như mà cái quan điểm của anh, ví dụ con gái là anh có cần phải là thùy mị nết na hay là một con người năng động hay là một con người như thế nào? Nói chung là thứ nhất là đừng có đánh đáo, thứ hai đừng có giữ. Nếu mà giữ chắc đây chết mất không? Sao vậy? Tại vì em sợ người đàn bà giữ lắm vậy. Em đã gặp ai giữ chưa mà em sợ? Dạ thấy rồi, thấy bạn em nó có vợ giữ em sợ nó chứ. Mà giữ là giữ, em thấy vợ bạn như thế nào mà em ám ảnh như vậy? Nó giữ là làm rồi, gì? La hét. Giữ sao? Ví dụ như mà bạn đi nhậu thì về nói lúc mà không xỉn thì nói nhẹ nhàng, nói cho nó đơn giản, ví dụ như mà câu này câu kia thôi. Còn xỉn vô chị nghĩ người ta khi mà người ta nhậu rồi thì chị biết đâu có nghe gì đâu. Rồi hiểu rồi. Ok. Thôi nhưng mà lần sau bớt nhậu đi ha, cũng đừng rủ thằng bạn dạ. Đi nhậu nữa, rủ nó đi nhậu về nó bị vợ chửi hoài. Đâu có ít nhậu, nó không có nhậu. Rồi, anh cho em hỏi là ví dụ khi mà anh lấy vợ về thì vợ anh lại sẽ làm vườn chung nhanh hay là anh tìm cho anh một công việc khác ở dưới Đồng Nai? Long Khánh rất là nhiều công ty, không làm bảy được thì làm người khác không quan trọng. Không, ví dụ làm cái toán là con cân nhân rồi cũng được bình thường, đâu có gì đâu. Đó là tùy mình thôi. Cái đó là tùy thôi mà quan trọng là cái xác định là người đó có chịu khó đi làm công ty không. Chứ đừng có nói ở nhà bắt em làm một mình thì nói chung là bây giờ thì không thể nào được nổi. Thật sự luôn. Có giờ có chồng nó có tích trị nó dư chứ còn em nói thật sự chứ bây giờ một mình em làm không thể. Thật sự.
Nói chung là cả hai chồng dạ, trẻ rồi. Là phải cùng dạ, nhau làm rồi. Để tích góp, để nuôi cho dạ, vợ dạ. Con cái sau này, đúng tại không? Thì em nghĩ quan điểm em là cha mẹ với vợ con là số 1 mà. Ví dụ giờ mình làm thì chỉ có tài sản lớn nhất là chỉ có vợ con thôi. Có nghĩa là quan điểm của em vẫn là vợ cũng phải biết đi làm dạ, chứ không rồi. Thể nào mà ngồi nhà ăn ở không được, đúng dạ. không? Đúng thì em cũng muốn đi làm. Nói chung bây giờ mình còn trẻ thì mình đi làm được lúc nào thì đi làm lúc đó thôi. Ừ. Khi nào mình không đủ sức khỏe nữa thì mình... Đúng rồi, giờ còn trẻ thì còn rắn cày ha. Cái thời gian đi thì chương trình tạo điều kiện của em gặp thì em rất là cảm ơn. Cũng phải có thời gian chị. Nếu mà quyết định đi đến cuối cùng thì em nghĩ là mình chỉ lấy một vợ một chồng thôi. Chứ em không bao giờ em suy nghĩ như bạn em thì nó nhiều vợ thì em không có học được cái sách của nó. Nó thật sự luôn. Sách nó không xé chăn cuối dạ, cho em ha. Dạ không em, nếu mà giờ có xé chăn cuối thì em cũng không có học. Nói chung em đến thì em cũng có hy vọng thì một nói chung một bạn này nói chung phù hợp với cái yêu cầu đơn giản của em là được. Không nhìn thì bạn nhìn anh thì cũng chịu thôi chịu khó, nói chung là cũng tự lập. Về ngoại hình thì nói chung cũng không có xê xua, cũng không có châu chúc về ngoại hình quá. Nói chung cũng bình dân, xê giống như em vậy thôi. Thật ra như thế này, nãy giờ là cảm nhận chị lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Hai bạn đều là những người chưa có từng trải trong tình trường. Chúng ta chỉ mới suy nghĩ chứ chúng ta chưa có những cái va chạm trong cái chuyện tình yêu. Có thể những cái suy nghĩ của mình nó còn đơn thuần và nó còn một chiều, nó chưa có phong phú. Sắp tới các bạn nếu bước vào tình yêu thì các bạn sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc, nhiều cái màu sắc hơn nữa trong cái dạ, trong cái cảm xúc của mình ha. Nếu chúng ta cảm thấy rằng ồ đây có thể là cái anh này nó cũng là trùng khớp với ý mình, cái cô này cũng là cái người mà mình cũng đang muốn tìm kiếm đây, mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu thì mình mới nhấn nút. Bây giờ mời hai bạn đặt tay lên nút bấm giùm Dị Tường. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ. Sau khi Dị Tường đếm 3 tiếng, nếu đồng ý hẹn hò, tìm hiểu thì bấm nút. Nếu không đồng ý, sau 3 tiếng đếm lấy tay ra. 1 2 3 Sao em bấm trễ vậy? Dạ thấy gì em sợ nói chung là em chậm tay hơn người ta một tí, chậm tí chắc chưa chứ không phải em đợi cô ấy có bấm không em mới bấm hả? Dạ không có. Trong cuộc sống nó có những tích tắc và chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội đó nha. Đây là một cái kinh nghiệm chị chia sẻ, chỉ cần chúng ta chần chừ và suy nghĩ một chút, có những lúc chậm là chắc nhưng có những cái cơ hội đến lúc phải quyết đoán, chậm là mất. Hãy trải nghiệm thêm. Dạ cảm ơn. Bạn lĩnh hơn. Ok. Dạ cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôm nay như vậy là mình dù chưa có mối tình nào, hôm nay các bạn cũng đã nắm tay với nhau rồi ha. Đoạn đường phía trước còn rất dài. Chị biết là hai bạn còn nhiều trăn trở lắm, còn nhiều băn khoăn lắm. Bởi vì chúng ta đều có tuổi và muốn, thật sự đây là cặp đôi mà muốn tìm đến chương trình và tìm một cái người để tiến tới hôn nhân thật sự. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Mời bạn trai. Phải mình hôn mình. Cái gì mà bạn bẻ mình, tôi tưởng là bạn quýnh người ta nữa chứ. Rồi. Hửi hả? Hôn lên má, nắm tay đàng hoàng, người ta chưa có nụ hôn đó. Kỷ niệm, cho đẹp. Rồi, cố gắng chăm sóc bạn ấy nha. Cái gì mà khoanh tay, nắm tay. Ủa giờ bạn méo méo cho gãy ngón tay người ta đi à. Và Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng các bạn, đây là những cặp vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Linh Chí Thắng. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Truyền hình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Thì tụi em chưa đăng ký kết hôn, nhưng bên công giáo thì có làm lễ cưới bên nhà thờ rồi. Không biết nhà có âm mưu từ trước hay sao á, nhà gái cưới sau. Thì xong đêm tân hôn của nhà gái thì chú rể hốt hết tiền vàng, nhà em đi hết luôn. Hốt hết tiền vàng, nhà em đi hết luôn. Hả? Ôi da. Này cũng coi như là hai vợ chồng không hợp nữa, hết duyên rồi. Tan vỡ cuộc hôn nhân đó bao nhiêu lâu rồi?
khoảng 5 năm rồi anh ạ. Trong thời gian đấy em cũng có nhiều người theo đuổi nhưng em thấy không phù hợp với mình. À. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân quan chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. À, và hôm nay nhìn xuống thì hai bên ha, hai bên cánh của mình là nhà trai, nhà gái đều có đầy đủ, phía dưới khán giả cũng rất là đông đúc. Mọi người đang chờ đón xem ngày hôm nay ông Mai bà Mốt có làm được cái trò trống gì không. Hy vọng ngày hôm nay cũng phải làm một cái trống trò gì mới được. Đúng không chị? Có những lúc mình hy vọng quá trời thì tự nhiên nó lại không được. Mà có nhiều khi mình không ngỡ thì lại nó quá bất ngờ. Quá bất ngờ. Bởi vì cuộc đời đâu ai biết trước được. Đâu ai biết trước được. Cho nên chúng ta hãy trân trọng những khoảnh khắc nha quý vị. Và những khoảnh khắc ngày hôm nay trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là gì? Xin mời chúng ta bắt đầu theo dõi. Nào, đập tay chị. Yeah. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời, anh lẹ sao anh chậm vậy chứ rồi. Và bây giờ chào mừng hai bạn nữ xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thông tin đầu tiên của chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Rồi, xin chào bạn. Mình tên là gì? Dạ em tên là Thanh. Dạ em từ Buôn Ma Thuột ạ. Em đang làm thợ cơ khí ở tại nhà bè. Mình xuống đây được bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Gần 20 năm rồi chị. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi? Dạ 41 tuổi rồi chị. Nói điểm mạnh, điểm yếu của mình coi nè. Em là người tình cảm, ít nói lại hiền. Rồi điểm yếu? Dạ ta ít nói quá, yếu. Ta ít nói quá, yếu. Mạnh dạn lên chứ. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Dạ lúc rảnh rỗi thì em hay coi chị Cát Tường với anh Tiết Cương mà review mấy chiếc mô tô. Ủa ta tới đây đi tìm bà Tường hay là tìm gì? Để rõ ràng lý do chứ. Được khi trả lời này tới đây kiếm Tiết Cương chứ không phải kiếm Cát Tường. Trời đất ơi, rồi bây giờ cũng có bạn gái không? Dạ muốn vậy. Dạ muốn vậy. Mình phải mạnh mẽ lên chút xíu chứ, một lát nữa bây giờ mới gặp cái gì Tường với anh Đạt mà đã không nói vậy rồi, còn hồi nữa gặp bạn gái sao nói. Bạn Hồng Thanh đã giới thiệu rồi, bây giờ bạn nữ ngồi ghế màu xanh giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào anh Đạt với chị Tường và mọi người đang xem chương trình. Em tên Trâm Oanh, em năm nay 29 tuổi, em nguyên quán ở Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột luôn hả? Giống nhau nè. Chà, có sự trùng hợp nhẹ nhẹ đây hả? Nhưng hiện tại em đang ở Bình Chánh. Do bữa Tết là mẹ em ốm cho nên em xin nghỉ dạy học ở Đồng Nai. Em mới dạy kèm ở Bình Tân. À, là giáo viên. Dạ, em dạy giáo môn gì? Em thì chuyên văn nhưng dạy được tiếng Anh, toán cấp 1, cấp 2, cấp 3. À, cả mầm non. Trời ơi, giỏi quá vậy. Mà hiền queo. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Điểm yếu của em là em không đi xe máy được. Không biết chạy xe máy. Di chuyển đi làm bằng cách nào? Thì em hay ở trọ gần cái chỗ làm hoặc là làm những nơi mà có chỗ làm. Không có dự định tập đi xe máy luôn? Dạ, nói chung lúc trước là cũng đi được. Nhưng năm 2015 thì anh kia tông ở ngã tư Trần Hưng Đạo Quận Nhất Tân, sợ tới giờ không chạy được nữa. Đi xe đạp được không? Dạ được. Đi xe hơi được không? Cái này phải coi lại. Cái này phải coi lại. Tại em chưa học văn. Ở Buôn Ma Thuột mà ở khúc nào nè? Đâu em hay nói cho nó thông cổ chút xíu rồi nói cho qua cái cánh cửa luôn. Hỏi coi em ở trên Buôn Ma Thuột ở đâu, có gặp nhà mình không? Hỏi thăm đi. Trời ơi, ổng kêu ổng hỏi, nó hỏi chuyện rồi. Nè, để Trâm Oanh hỏi luôn rồi. Trâm Oanh, hỏi đi em. Dạ, anh Thanh, anh cho em hỏi là anh ở xã nào của tỉnh Đắk Lắk vậy anh? Anh ở huyện Rông Bông. À, đường đi Giang Sơn phải không anh? Đúng rồi, đường quốc lộ 27 đi Đà Lạt á. Nhà em ngay chỗ đèo Hà Lam, thị xã Buôn Hồ. Biết chỗ đó không ạ? Chả biết. Biết là sao, cách mình có xa, gần mình không? À, cách khoảng chừng gần 100 cây vậy. Gần 100 cây. Cùng trên núi là vui rồi. Rồi, bé Oanh. Dạ. Điểm mạnh. Điểm mạnh của em thì tự tin giao tiếp, được đám đông, được khách hàng của mình. Trọ hả? Dạ không, lúc được em có làm cho công ty nước ngoài. Làm gì, lĩnh vực gì? Em làm bên QC, QA.
kiểm tra chất lượng sản phẩm. Em làm dự thầu cho các công trình. Thời gian rảnh rỗi thì bé Oanh làm gì hay là có sở thích gì không? Em thì thích đọc sách, rồi tâm hồn cũng hơi bay bổng chút, thơ văn. Bây giờ em có thể làm bài thơ tặng cho mọi người đây được không ạ? Bây giờ em tặng cho hai anh chị MC, rồi hai anh hai bên và mọi người đang theo dõi chương trình một bài thơ. Trời ơi, vỗ tay liền chứ ạ. Tôi tìm em tìm ai? Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung, gần nhau mà chẳng yêu cùng. Đơn phương tôi cứ thủy chung một người, trái tim tôi vẫn để dành cho em người vốn vô tình với tôi. Còn em lại đến với người, tôi không ghen chỉ buồn thôi, thật buồn. Một bông hoa nở giữa vườn, hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa. Thôi thì em đó tôi đây, không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu. Mong em yêu và được yêu, đừng như tôi chỉ một chiều tương tư. Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư. Hết ạ. Wow. Sao? Cảm nhận thơ của cổ sao? Chưa nghe được gì hết. Chưa nghe được gì hết. Trời ơi, bài thơ. Lát nữa mà Diêm đọc lại. Bài thơ vương vấn trong bông hoa giữa rừng mà không bay được cái hương của nó hả trời? Rồi, bây giờ đến với chàng trai ở ghế đỏ nha. Rồi em giới thiệu lớn nha, em tên gì nè? Lần đầu tiên thì em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Bình Đạt. Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Toàn, năm nay 19 nhân 2 chị. Em hiện tại thì sống ở thuộc vùng một Bình Dương. Công việc hiện tại của em thì em là một họa sĩ và chuyên thiết kế decor quán cà phê và làm sân vườn. Nhưng mà giọng này giọng miền Trung mà. Em là người Huế chị. Em vào Bình Dương thì năm 2013. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em thì một người về tính tình hòa đồng, vui vẻ, năng động và nhiệt tình với mọi người. Về khuyết điểm thì đôi lúc em hơi nóng tính. Cái thời mà trẻ thì bây giờ nó đậm hơn rồi. Ngoài ra thì cũng đôi lúc là hơi nói nhiều một xíu. Nói nhiều là nói về gì? Thì giống như khi mình gặp một ai đó thì mình lấy những cái kinh nghiệm, những cái gì cuộc sống của mình á, thì mình chia sẻ cho người khác. Thì mình nói hơi nhiều nhưng mà đó là những cái điều mình chia sẻ về cái vấn đề cuộc sống cho mọi người. Nói nhiều nó khác nhiều chuyện ha. Dạ. Rồi lúc rảnh rỗi thì mình làm cái gì? Rảnh thì nó cũng ít chị. Vì nhiều khi em làm công trình mà, nhiều khi làm 7 giờ sáng đến 11, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm là bình thường. Mình rảnh thì em thường thường đi uống cà phê, xem phim hoặc là đi dạo. Có chơi thể dục thể thao rồi gì không? Em có chơi bộ chị. Buổi sáng em dậy rất là sớm, khoảng 5 giờ hoặc là 4 giờ em dậy tập thể dục thói quen thời sinh viên đến giờ chị. À trời, vậy người khỏe khoắn ha. Mà cái show mấy chấp công trình đó là mà ekip của em là có bao nhiêu người? Những người họa sĩ cùng với em thì có tầm 2 đến 3 người. Thì qua có những cái anh về xây dựng, rồi những người em hoặc là người anh về cơ khí, rồi làm quảng cáo cũng có chị. Hai biệt danh gọi là thợ đùng. Đúng đúng đó. Dạ. Làm ca sĩ được không? Cũng có anh, cũng hay đi hát rồi giao lưu mấy cái cà phê hát nhau với nhau nghe. Ồ, làm khúc chơi liền với mình đó. Đúng cái ngày được là làm được liền. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai nào ai có ngờ. Em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vụt tan yêu thương ngàn sao. Người ra đi còn duyên anh tranh vành tháng ngày. Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai biết đâu. Nghe trong tim đau bao nhiêu thương tan vỡ. Trời ơi, hay quá. Wow. Giọng này cũng luyện dữ lắm rồi đó. Luyện dữ lắm. Rồi, bây giờ cô gái ghé màu đỏ tôi giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Thanh Tuyền. Em đến từ Bắc Ninh, hiện tại em đang ở quận Bình Tân ạ. Em năm nay 34 tuổi ạ. Hiện tại thì công việc của Tuyền là gì? Hiện tại công việc của em thì là kinh doanh online quần áo, thời trang ạ. Tính tình thì em hòa đồng, vui vẻ và điểm yếu thì là tính em cũng hơi nóng tính, hơi thẳng tính, không được khéo lắm ạ. Phụ nữ thì nhiều anh thì cũng thích những người dịu dàng, nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà tính em thì không được như thế đâu. Thẳng tính, dễ thương. Dạ. Rồi hôm nay buôn bán online được không ạ? Nhà em vẫn bán bình thường tại vì nhà em có khách sỉ á. Vì rảnh rỗi thì Tuyền làm gì? Những cái lúc rảnh ấy thì có đi uống cà phê hoặc là đi chơi cùng bạn bè. Đi hát hò du lịch này kia đấy. Em thích đi hát karaoke vậy. Chà, con mà cùng chung ý thích dữ nha. Hôm nay mình hát khúc luôn đi bên đây cho người ta nghe chứ nè. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy.
Anh hỡi anh có hiểu có anh. Thôi bất ngờ quá vậy. Chúng ta sẽ đến cái tình trường. Bạn trai ngồi ở ghế màu xanh nè. Chị hỏi là mình đã có trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có rồi chị. Kéo dài khoảng 5-6 năm chị. Có một bé gái năm nay là khoảng 3 tuổi rồi chị. Chia tay bao lâu chị rồi? Chia tay năm nay là được hơn 10 năm rồi chị. À chia tay 10 năm rồi. Con gái thì hiện tại đang ở với... Vậy là em cũng là gà trống nuôi con luôn. Dạ đúng rồi. Lý do sao chia tay? Nói chung lý do thì em có thể không nói được. Không kỳ rồi, không nói rồi, sao người ta biết lý do sao chia mình chia tay? Chia sẻ thôi, có gì đâu. Dạ em có người thứ ba. À, dạ luôn. Bao lâu thì mình về nhà thăm con một lần? Thường thường thì một năm em sẽ về một lần. Ok rồi, thế bây giờ em muốn tìm một cái người đi tiếp với mình cái đoạn chặng đường sau này là một cái người như thế nào? Cái mẫu người em muốn là như thế nào? Hơi ấm ớ một xíu ạ, hơi ấm ớ một xíu ạ. Lý do tại sao muốn ấm vậy? Nhưng mà nói chung là đừng có mập quá là được rồi. Ừ. Nếu chị vậy là mập không? Chừng hơi hơi ạ. Chừng hơi hơi ạ. Oh no. Chà, hỏi làm chi? Hỏi làm chi để con bé nói thẳng cho mặt. Thằng này không bé, thằng này không bé. Không có bé. Nói chuyện với phụ nữ mà chết thiệt. Không, chị mi nho nhìn mày lem á. Lem. Okay. Phụ nữ là phải khen họ chứ đừng có mà chị hả mập quá mập luôn à. Tính tình như thế nào? Hơi dễ chịu xíu rồi. Hiền á hả? Nhưng mà hay nói xíu cũng được, tại vì em ít nói. À hơi nói chút xíu nhưng mà hiền. Nhưng mà giờ vì cái chính là kiếm người sống với mình được cái đường dài. Dạ, đúng rồi. Mập ốm có quan trọng không? Quan trọng là có hiểu nhau không? Ừ. Có chịu cái con người mình không? Ai cũng có cái điểm mạnh điểm yếu đúng không? Trời ơi, giờ này mà còn kén chọn mà ốm với mập nữa. Tôi vậy mà còn chê tôi mập nữa. Chắc là giá quá. Tôi tức quá, tôi đi một vòng. Trời ơi. Trời ơi, diễn thời trang liền luôn. Nha, chắc là mong người ủng hộ từ trai trẻ đến trai già. Mà nói này không chê tôi là mập, tôi tức chứ. Trời ơi là trời, mọi người nói câu công bằng cho tôi coi. Trời ơi, quá nhìn tương là rồi. Beautiful. Quanh. Em tâm sự về tình trường của mình đi. Có hai mối tình. Mối tình đầu tiên, ra pháp luật thì tụi em chưa đăng ký kết hôn. Nhưng bên công giáo thì có làm lễ cưới trên nhà thờ rồi. Không biết như nhà... là cũng có một cái đám cưới hả? Dạ, không biết nhà có âm mưu từ trước hay sao á. Nhà gái cưới sau. Thì xong đêm tân hôn của nhà gái thì chú rể hốt hết tiền vàng nhà em đi hết luôn. Hả? Ây da. Vài tháng sau em xin em bé. Thì xin xong được 6 tháng thì em giống như bị trầm cảm. Em mới xin mẹ cho em đi làm. Lúc đầu em đi xe được, và bị tài xe và không đi được nữa. Thế chỉ trong công ty mới nói nếu mà bây giờ có tài xế đưa đón thì một tháng trừ em 3 triệu tiền lương chịu không. Chứ anh tài xế này là người miền Tây, cũng đưa đón em đi làm 6 tháng. Xong anh chàng cũng hỏi họ do với mình. Mình từ khi đó cũng tâm sự chuyện của mình vậy. Xong ông mới nói giờ anh thương em nhưng có thể anh không đem giàu sang cho em, nhưng anh có thể thương em được, em chịu không? Em cũng nói là cho em thời gian. Xong 2 tháng sau thì em đồng ý. Thì nhà họ mới giữ miền Tây đem trầu cau lên họ, cưới họ thêm lần. 2 tháng sau em có thai. Khi em có thai thì tháng thứ 8, 10 giờ đêm có một số điện thoại lạ. Rồi em nói phải oan không? Em nói phải, chị là ai sao chị biết em? Đã nói chị thấy em hiền lành quá, ở xa không biết gì hết, chị báo cho em biết. Xong bà nói chồng của em bây giờ hiện tại đang đi chơi dưới Cà Mau á, chị là bạn thân của con bồ của chồng em á. Xong em ngạc nhiên quá trời luôn. Xong bà mới nói là thằng chồng của em nó chơi số đề. Em cũng bất ngờ luôn. Dạ, hiện giờ là em có hai đứa con. Dạ. Mấy tuổi rồi em? Hai bé, một bé là thằng 9 này 7 tuổi, một bé 4 tuổi. Ừ. Quan trọng của em là phải vượt qua khỏi cái bản thân của mình trước. Rồi sao bây giờ muốn tìm giờ người nè, tìm như thế mẫu nào? Gì nè? Nếu cùng quê được thì tốt, còn không thì người buôn Sài Gòn. Buôn mê thuộc rồi, có buôn mê thuộc rồi. Rồi có công việc ổn định. Có con luôn được không? Có dạ, con riêng luôn dạ, được. Dạ được, tại vì được luôn. Em muốn sanh em bé nữa không? Dạ không, dạ không. Trong đó khó nói thiệt. Nhìn anh này tôi lại thấy anh này khổ.
nhìn qua bà chị này trời ơi. Rồi tới em nè, tình trường mình thì sao? Thì thời sinh viên thì đến khi lớn lên á thì cũng có quen và yêu hai người. Có quen thì một người bà xã, sống với nhau được tầm 5 năm. Có thể là một phần là tính cách cũng như là một số đồng quan điểm với chị chưa được thống nhất. Có cháu nào chưa? Chưa chị. À, 5 năm mà chưa có cháu nào hết. Dạ. Cái nguyên nhân chính em nghĩ mà không có giữ được cái hôn nhân đó là cái gì? Tính cách của hai người. Hai người cùng nói chuyện với nhau và đưa ra cái vấn đề để giải quyết với nhau vui vẻ. Rồi, muốn tìm một người như thế nào? Quan điểm của em thì về một người phụ nữ thì hoặc là một người bạn đồng hành với mình á, nó có ba cái là cá nhân của em thôi. Thứ nhất là tôn trọng nhau, tôn trọng về lời ăn tiếng nói, hay là tôn trọng về cuộc sống công việc, hay tôn trọng về mọi cái riêng của mọi người, đó là những công việc hay là hoàn cảnh hay là một cái quá khứ. Thứ hai là chấp nhận về mọi việc trong vấn đề công việc hay là cuộc sống, hay là kể cả cái chuyện quá khứ của họ. Và cái thứ ba là cái chia sẻ, tức là sống với nhau là phải chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống, những khó khăn hay là những cái gì mà mình đang sống hiện tại và tương lai. Đó là những lời tâm sự của chàng trai ngồi ghế màu đỏ. Rồi bây giờ tới em tâm sự đi. Em kết hôn được khoảng 9 năm thì em ly hôn. Hiện tại em ly hôn được 5 năm rồi. Nhà em có hai bé, một bé trai và một bé gái. Hiện tại là bé gái đang ở với em và cháu năm nay 13 tuổi. Và cuộc hôn nhân đó kéo dài 9 năm. Vâng. Vì sao là kết thúc? Thì kết thúc thì nó cũng có nhiều lý do lắm. Để cũng coi như là hai vợ chồng không hợp nữa, hết duyên rồi. Không hợp nữa, hết duyên rồi. Tan vỡ cuộc hôn nhân đó bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 5 năm rồi anh ạ. Trong thời gian đấy em cũng có nhiều người theo đuổi nhưng em thấy không phù hợp với mình đấy. À, bây giờ cái mẫu hình một cái người yêu lý tưởng em như thế nào? Là mẫu người của em thì dáng người thì khoảng cao tầm 1m7 trở lên. Cái quan trọng nhất là phải thật thà, chân thành. Công việc thì phải ổn định. Tại vì đến tầm tuổi như bọn em rồi ấy, nếu mà mình ít tuổi thì mình có thể xây dựng nên dần dần ấy. Còn như tầm như em là em ngoài 30 rồi. Anh bên đấy cũng gần 40 rồi, là em muốn là có công việc ổn định. Nhưng mà mình có sanh con nữa không em? À, dạ em nghĩ là nếu mà kết hôn thì vẫn phải sinh con. Hỏi ý kiến người thân đi hả Tường hả? Ừ, rồi bây giờ mời hai em gái nãy giờ cười tủm tỉm hoài nè. Em xin chào anh chị Cát Tường, anh Minh Đạt và tất cả các anh chị ngồi đây. Nãy giờ em nghe anh chị tâm sự thì em thấy hai anh thì cũng được, nhưng mà hình như không cao như chị đấy mong muốn. Hàng gì cười không, nhưng mà có da có thịt mà, không ốm không gầy mà. Với cả em thấy hai anh bên này cũng được, nhưng chủ yếu là xem chị ấy có cảm tình hay không ạ. Nhưng mà theo em thì chị sẽ thích hợp với là anh ngồi ghế màu xanh hay màu đỏ hơn? Theo em thì chắc chị đấy thích anh màu đỏ hơn, tại vì cũng hay đi hát ấy. Rồi, chào anh bên đây ạ. Rồi anh. Giờ đi ủng hộ bạn Toản. Toản, anh hôm nay nhận xét sao về chương trình mình hai cô gái bên kia sao anh ạ? Thì nói chung như theo mình nhận xét thì mình cảm thấy Toản cũng đủ điều kiện có thể kết hôn được. Tại vì Toản cũng có đất nhưng mà chưa có nhà. Theo ý thì có cái vấn đề là không đủ cái thước tắc mà theo bên đây yêu cầu thôi. Yeah. Chứ sự thật thì hai người, người kinh doanh, người thì đi có cái nghề vậy rồi, cảm thấy có thể kết hôn sống được ok. Dạ. Thấp hơn chút xíu nữa anh ạ, nhưng mà đừng có thấp quá. Không biết khi nào gặp thì còn tính đó. Cái này nói chung thì sáu mấy cũng được đi, nói chung thì cáo lùng gì mình nó trải qua những cái mối tình như vậy rồi, giờ gặp người lùng xíu thôi nhưng họ tốt mình vẫn tôn trọng, y như 1m7 thôi. Hay. Người ta thiếu cái này người ta bù lại cái khác thôi. Dạ. Chứ được không quan trọng, giờ 1m7 mà như vậy là có chịu được không? 1m9 như vậy em cảm thấy vui không? Ai cũng làm chủ hết ha, tự do ha. Vậy rồi, là có thể cuộc sống nó hạnh phúc, nó thể kéo dài được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rất là ngắn gọn, xúc tích. Và bây giờ thì để cho hai bên gặp nhau nha. Mở cửa trái tim. Cờ hoa có tặng không? Chừng chờ gì nữa, hãy thể hiện mời anh ở xanh trước. Làm đâu có tặng gì đâu mời. Ủa thì mở tượng ra cái có 4 bức tượng luôn. Rồi,
Bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau trước nha. Khi mà mở cửa trái tim ra thì không biết là hai chàng trai của mình là mình phải trả lời trước nha. Đàn ông là mình phải chủ động nha. Cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Về cảm nhận thì của hai bạn nữ thì bạn nào cũng xinh và dễ thương và cũng có cá tính riêng hết. Và hai bạn là cái người là từng trải và tự lập và cũng có nhiều kinh nghiệm về công việc, cuộc sống và nhiều thứ. Bạn nữ có yêu cầu một bằng nam 1.7 thì mình hiện tại là mình 63. Nhưng mà mình luôn luôn mình nói với bản thân mình là chiều cao là nó tính từ tầm mắt trở lên. Đó là quan điểm của mình. Câu trả lời rất hay. Chiều cao là tính từ tầm mắt trở lên. Nhưng mà đúng rồi, như anh nói, quan trọng là cái tầm nhìn từ mắt trở lên như anh nói. Thì điều đấy là điều đương nhiên anh ạ. Rồi, thế chàng trai bên này cảm nhận của mình như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ em không có cảm nhận gì ạ. Thì trong người mình thấy như thế nào, mình phải có phát biểu chứ. Cùng quê kìa, buôn mê thuộc với nhau mà. Bé cũng dễ thương mà, hiền lành mà. Mình nói gì không nghe. Thì cũng xinh đẹp nhưng mà em... Đây, có nói gì em không nghe. Nói lớn lên cho người ta nghe, ok. Em chưa có cảm nhận gì ạ, em chưa có cảm nhận gì ạ. Trời, ông nói phải đợi người ta mới... mớm mồi cho nên mới nói được nữa. Còn hai bạn nữ của mình thì như thế nào ạ? Em thấy thì hai anh cũng dễ thương, cũng nhìn cũng có vẻ là hiền lành thật thà, nhưng mà anh áo xanh thì hơi ít nói, mà mình đàn ông thì mình nên chủ động hơn tất cả mọi việc, nhất là trong chuyện tình cảm là đàn em nghĩ đàn ông phải đủ chủ động, lúc nào cũng phải chủ động. Đó là chưa kể về đừng nói chuyện về tình yêu, đó là về ngoại giao cũng vậy, chỉ nói về ngoại giao thôi. Chúng ta là những người rồi đã trưởng thành thì ít nhất nó cũng phải có cái quan hệ ngoại giao nó tốt một chút xíu mới thành công được trong mọi thứ. Không biết có đến với nhau sau này không, nhưng mà ví dụ như là anh mở rèm ra gặp hai chị em nhà em thì cũng có lên cũng nói một vài điều gì đấy. Mà còn chơi mập nữa mà hốt chi tụi em, trời ơi. Em, lúc mà nói chị đừng mập, em bảo là thôi hai chị em mình là mập hơn chị Cát Tường nên không có cơ hội đâu. Có đâu. Còn em gái thì sao? Còn cảm xúc sao? Của em như thế nào? Em thấy hai anh cũng có vẻ hiền. Không hiền bằng em đâu, em hiền nhất. Dạ đúng rồi, ở đây là em nhất. Bây giờ thì hiền, cũng đẹp trai mà. Trong cái chương trình của mình á, thì hôm nay một chương trình cũng rất là đặc biệt. Khi mà bốn người ngồi ở đây đều là bốn bạn đã có những cái sự đổ vỡ trong cái hôn nhân. Thì chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Tường chị nghĩ rằng là mình sẽ trò chuyện một cái vấn đề gì nó hơi sâu hơn một chút xíu. Thì cái điều gì đối với tụi em là quan trọng nhất? Kinh tế, tiền bạc tụi em có muốn chia sẻ với nhau hay không? Hay là nó là những cái tài sản trước hôn nhân? Mình mong muốn á, với cá nhân á, thì mình muốn một người đó là năng động, rồi là biết tự lập. Vì bản thân mình có thể là cái người tự lập lúc 15 tuổi đã rời xa gia đình. Mình là kiểu như bây giờ như độc thân vậy. Ba mẹ mình thì mất ở đây 4 năm, anh chị để có gia đình hết rồi. Bây giờ mình làm là mình cho bản thân mình thôi. Kinh tế thì mình tự lo một mình thì nó còn dễ thở hơn so với hai bạn nữ. Hai bạn nữ là hai bạn chân yếu tay mềm mà phải lo cho bản thân, rồi lo cho con cái, rồi có thể lo cho gia đình. Còn với bản thân em thì em một mình của em thôi, cho nên thoải mái. Còn khi sống với nhau thì nói chung là sống là phải làm việc, phải gọi là tự cày. Để khi đến với nhau thì cái chuyện con cái là một cái chuyện phía về mặt tình cảm, nhưng mà chuyện tài chính thì mình có thể đồng nhất, làm sao để cho nó dung hòa. Em chỉ cần người phụ nữ hiểu rằng anh có thể làm tháng 15, 20 triệu hay 30 triệu thì mình sẽ đưa khoảng 70%, 60% cho gia đình. Còn 40% để đây là mình giao tiếp công việc với mọi người. Bây giờ cái đoạn chưa cưới, đoạn đang yêu, đang tìm hiểu á, rồi đi chơi, đi du lịch gì đó, rồi lúc đó tiền nó ai trả? Theo quan điểm của người châu Á thì đương nhiên là người đàn ông là người chủ động. Nhưng mà em thì cũng một phần châu Á, một phần châu Âu. Tức là đàn ông là chủ động, mình chỉ trả những cái đó. Nhưng mà khi mình hiểu nhau á, thì mình có thể chia sẻ nhau. 90% là đàn ông chủ động. Đó là khi mà mới quen, mới tìm hiểu thì đừng ăn chủ động rồi. Chứ đừng để phụ nữ ra tiền thì lúc đó ngày mai chắc tin nhắn hoặc điện thoại lắm bao nhiêu nghe nữa. Vậy là em hiểu vấn đề rồi đó. Kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm. Rồi còn em chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào về những cái vấn đề nãy giờ mình đang nói. Cái vấn đề về chuyện tiền bạc thì em hơi thoải mái. Thì bình thường trong nhà em là gia đình em hồi trước, ví dụ lúc mà ở với vợ con thì trong nhà tiền bạc là vợ quản lý hay em quản lý? Dạ. Hình như là em không biết tới chuyện tiền bạc. Chứ không có chừa lại 30 giống anh này hả? Dạ không. Ủa rồi tiền đâu em xài lặt vặt rồi em đi đây đi đó? Em xài thì em hỏi. Rốt cuộc hồi đó lúc mà ly dị có chia tài sản gì không? Dạ không, em không có lấy gì hết.
có lấy đứa con mà làm không lấy gì hết trơn. Đứa con mà em lấy thoải mái luôn. Rồi bây giờ quan điểm phương Tây phương anh này, anh nói là châu Á với là châu Âu châu Mỹ gì đó, giờ em châu gì? Dạ em á, em người Việt Nam ạ. Người Việt Nam. Dạ. Chắc lên châu đốc quá đi chùa bà. Người Việt Nam là bây giờ đi chơi rồi tình phí là ai trả? Dạ em chịu hết ạ. Không cho bạn gái hùng luôn. À, nếu bạn gái muốn hùng thì hùng, còn không hùng thì thôi ạ. À, muốn hùng không hùng thì khỏi đi phải không? Không biết là suy nghĩ của hai em như thế nào ạ? Đó là của hai anh rồi đó. Ừ. Rồi. Suy nghĩ của em thì nếu mà đến với nhau ấy, kể cả là mình kết hôn lần một hay lần hai hay nhiều lần thế thôi. Thứ nhất mình phải chân thành, mới thấu hiểu nhau, mình ở được với nhau. Cái vấn đề mà đi chơi mà bạn gái phụ thêm tiền ý, nhưng mà mình mời thôi, nhưng đa số đàn ông cũng phải trả tiền. Không bao giờ là phụ nữ trả tiền. Quan điểm của em là ai quen em hoặc là bạn bè là con trai là phải thanh toán. Còn tất nhiên là đến lúc mà người ta lấy mình về rồi, mình người ta còn có cả mình, có cả những cái đấy rồi, sẵn rồi, thì cái đấy là kiểu như em nói là người ta tìm hiểu mình, người ta phải làm như vậy. Chứ không như bản thân em là đặc biệt, không bao giờ em sẽ chi đồng nào ra những cái khoản tiền đấy hết. Chính xác. Rất rõ ràng. Chị chia sẻ với em luôn, cách đây tuần lễ chị mới pass một người, lý do là chị mời đi ăn ra, có bạn chị ngồi ăn xong tới hồi tính tiền để chị trả tiền. Đúng rồi. Tôi có thể trả tiền cho đúng bạn rồi. Bè của tôi, em út của tôi, nếu kêu tôi bằng chị thì tôi sẽ trả tiền. Còn ai mà tôi đã kêu bằng anh rồi mà để tôi trả tiền là pass. Đã kêu bằng anh rồi mà để tôi trả tiền là pass. Đã kêu bằng anh rồi mà để tôi trả tiền là pass. Quan điểm của em thì ví dụ em đi ăn cùng các em nhà em ấy, thì em có thể thanh toán hết cái bữa ăn đấy, mấy triệu hay bao nhiêu cũng được. Nhưng mà riêng em bạn trai mà bảo là trả tiền hoặc là chia phần trăm như các bạn trẻ hiện tại là em không bao giờ có vấn đề đấy. Đúng riêng luôn, bản thân tôi em là người phụ nữ Á Đông như quý vị. Nhưng mà trai trẻ tôi vẫn trả tiền nha. Trai trẻ tôi vẫn trả tiền nha. Trai mà tôi kêu bằng anh là không có cửa nha. Mà trai trẻ tôi vẫn trả tiền. Kêu tôi bằng chị là tôi trả tiền. Quan điểm của các bạn trẻ bây giờ là hay chia, em nghĩ là không lên. Các bạn nữ mình sinh ra mình là phụ nữ, mình phải được ưu tiên. Người ta quen mình là người ta phải chi ra những cái khoản đấy là chuyện bình thường. Em nghĩ là như các em trẻ không nên phải chi tiền những cái vấn đề đấy. Đó. Mình để chi vào cái việc khác. Cô gái hiền dịu nhất là hiền quá trời. Tiền xài chung xài riêng thì cái anh đó đi, anh đi làm tháng ví dụ 30 triệu, anh nói là giao cho em hết 30 triệu, em không có cầm, em chỉ cầm 20 triệu đủ chi tiêu trong nhà những thứ gì đó thôi, để cho anh đó cầm 10 triệu giả dụ ra đường xe hư đổ xăng hay là gặp bạn bè mời cà phê, chứ chẳng lẽ đang xe hư ngoài đường chạy về mà em ơi đưa tiền ra anh sửa xe. Thì có nghĩa là nó khoảng giống như bạn này nói là coi như là vợ giữ 70 được rồi, còn 30 chồng giữ để chi tiêu. Dạ, còn nghĩa là em tự nguyện đưa cho anh đó, chứ không có để anh đó phải là anh đưa em 70, anh giữ em. Nhưng mà em cũng đừng có tin vậy, ta đưa em 70, ta đưa em hết 100 đó, nhưng mà ta cũng có nhiếm bớt mớ rồi. Hả? Chuẩn chưa? Chị mà không chuẩn ai chuẩn thôi, trời ơi trời. Cho nên đôi lúc người ta đưa nhiêu lấy hết thì em không mấy cần phải đưa tiền cho đâu. Vợ không bao giờ là đủ đâu em ạ. Đưa bao nhiêu cũng được, đưa càng nhiều càng tốt. Mình đừng có xoáy vô vấn đề quỹ đen quá nhiều được không ạ? Ở đây tôi nhọt quá. Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta cũng đã thật sự thì các bạn là quá lớn rồi. Các bạn muốn làm gì thì các bạn làm. Mình cũng như lịch sự bước sang và nói vài lời cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay, rồi chúng ta về vị trí mình để mà bấm nút hẹn hò. Rồi, bạn trai ghế đỏ đi trước. Hiện tại thì mình có bó hoa, thì ở đây thì mình nghe câu chuyện giữa hai bạn nói về cuộc đời của bạn, thì đây là mình tặng bó hoa này là để một phần là về mặt tinh thần, cũng như là một cái phần để giúp cho bạn tốt hơn trong cuộc sống. Sau này mà mình có bấm hẹn hò nhau thì ra ngoài thì còn nhiều chuyện để bàn hơn, trên này nhiều. Thì mình xin phép được tặng bạn ghế xanh, bó hoa, với mong muốn là cuộc sống và mọi thứ của bạn nó trở nên tốt hơn. Bạn ấy nói đúng đó em, mở lòng ra đón thêm những cái mối quan hệ. Cảm ơn anh. Rồi có nhắn nhủ gì bạn ghế đỏ không ạ? Thì bạn ghế đỏ mình cũng có nói là về tính cách và một số cái thì nó có thể là tương đồng về cái thông tin thôi. Mình cũng thích cái cá tính và cái quan điểm của bạn, cũng như là mọi vấn đề bạn chia sẻ. Hiện tại thì nói chung hai bạn thì bạn nào mình cũng thấy là rất là xứng đáng để có những cái điều tốt đẹp hơn. Trời, em muốn làm gì em làm, em lớn rồi mà, em có quyền chứ. Hôm nay mình rất vui được biết hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Hôm nay mình rất vui được biết hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, ông lịch lãm nó cuối cùng luôn á, nhất định thì luôn á. Ông quý ông á. Mời em về vị trí. Mình
mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Đặt tay lên nút bấm, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Bình thường trong nhà em là gia đình em hồi trước, ví dụ lúc mà ở với vợ con thì trong nhà tiền bạc là vợ quản lý hay em quản lý? Dạ, hình như là em không biết tới chuyện tiền bạc. Tháng ví dụ 30 triệu, anh nói là giao cho em hết 30 triệu, em không có cầm, em chỉ cầm 20 triệu đủ chi tiêu trong nhà những thứ gì đó thôi, để cho anh đó cầm 10 triệu giải đủ ra đường xe hư đổ xăng hay là gặp bạn bè mời cà phê, chứ chẳng lại đang xe hư ngoài đường chạy về mà em ơi đưa tiền cho anh sửa xe. 4 Em thì cùng một phần châu Á, một phần châu Âu à. Tức là đàn ông là chủ động, mình chi trả những cái đó. Nhưng mà khi mình hiểu nhau á, thì mình có thể chia sẻ nhau. Suy nghĩ của em thì nếu mà đến với nhau ấy, kể cả là mình kết hôn lần 1 hay lần 2 hay nhiều lần đấy thôi. Thứ nhất mình phải chân thành, mình thấu hiểu nhau, mình ở được với nhau. 3 2 1 và bấm. Bấm ạ. Hết thời gian. Thì chúng ta có một cặp đôi. Xin một chào các bạn. Tôi nghĩ thì tôi cũng không cần phỏng vấn anh này đâu. Đã, mời ra luôn đi. Một bước khởi đầu đi ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay, nắm gì kéo bên gì đứng. Tay đứng đó. Để đứng kế bên đó rồi. Đó. Rồi. Rồi. Thật ra là ngày hôm nay cũng rất là vui. Chị nghĩ rằng đây là một cái chàng trai cũng rất là đặc biệt. Chị cũng đánh giá cao cái sự tinh tế của em khi em đưa ra cái nút bấm. Còn riêng em gái là chị vẫn một câu nói cũ với em là hãy buông bỏ tất cả mọi thứ muộn phiền. Tối nay về ha, ngồi trầm tư lại suy nghĩ những cái gì ngày hôm nay mình đã chia sẻ. Em rất là đẹp, còn rất là trẻ. Dễ thương, thùy mị. Tương lai còn dài, không mắc gì vì những cái chuyện cũ mà nó làm u ám cuộc đời của mình. Hai bạn này ngày hôm nay là chưa có may mắn ha. Mình chưa chọn được một nửa yêu thương của mình. Thì Tường cũng xin chúc cho tất cả các bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc và sẽ sớm mà có được một nửa. Rồi, nhưng mà trước tiên hôm nay khoảnh khắc này là khoảnh khắc nắm tay nhau. Nắm tay chứ, sao buông ra vậy? Rồi. Rồi. Kính thưa quý vị, cặp đôi mà bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là một cái gói premium của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và chương trình xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho các bạn. Đây, nha. Tặng cho em. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn nhé. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Và chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.